lấy ý tưởng từ những tia nắng ấm áp của ánh bình minh, những nụ hoa rực rỡ đón chào ngày mới, những họa tiết, những hoa văn cổ điển xưa được biến tấu trên những cung bậc sắc màu hiện đại. Các nhà thiết kế của Sensorio đã cho ra đời bộ sưu tập The Story of Sunrise. Đây là bộ sưu tập mang đậm bản sắc văn hóa phương Đông với nét đẹp tinh tế, mềm mại và uyển chuyển. Nếu như trước đây xuất hiện với những hình ảnh nữ quyền sang trọng quý phái, thì trong bộ sưu tập được thiết kế trên nền chất liệu cô tông siêu, cô tông visco, wood chiffon, samos satin của Resmatec lần này hứa hẹn sẽ mang tới cho các tín đồ thời trang những thiết kế mang phong cách độc đáo nhưng không kém phần nữ tính. Nó bay bổng nhẹ nhàng, phù hợp với mùa hè miền nhiệt đới. Sự kết hợp màu sắc với các đường kẻ sọc luôn tạo nên cảm xúc tươi vui, mới mẻ. Lấy cảm hứng này đã tạo nên từ những họa tiết này. Các nhà thiết kế của Sensorio đã tạo nên những chiếc đầm mang hơi thở của thời trang đương đại. Sắc màu cầu vồng đem đến nét ngọt ngào nữ tính và chút hóm hỉnh, tinh nghịch, thì kẻ sọc trắng đen lại mang đến sự trẻ trung, thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt trong làng thời trang. Bên cạnh những bộ trang phục sọc đa sắc, Sensorio còn lấy cảm hứng từ sự rạng rỡ tươi sáng của ánh bình minh, kết hợp với họa tiết hoa cổ điển của chất liệu cô tông siêu để tạo nên những bộ trang phục không chỉ giúp tôn vinh sự ngọt ngào nữ tính của phái đẹp vốn rất được ưa chuộng trong văn hóa phương Đông, mà còn có khả năng hút ẩm cao, tạo ra sự thoáng mát và mềm mại cho người mặc. Sự phối hợp đặc sắc các sản phẩm độc đáo, nó mang đến cho người mặc một phong cách ấn tượng cá tính nhưng không kém phần sang trọng tinh tế.
Thông qua bộ sưu tập, các nhà thiết kế của Sensorio muốn gửi gắm thông điệp tới phái đẹp rằng hãy rạng ngời như ánh bình minh, luôn luôn hướng về phía trước với sự lạc quan, niềm tin và một tương lai tươi sáng.